Sự sám hối của thần tình yêu. Ngày xưa, ngày xưa, ở vùng đất của các vị thần, người ta vẫn thường truyền tai nhau về vẻ đẹp diễm lệ của nữ thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite. Chỉ cần nàng hiện diện ở bất cứ đâu là tất thảy vạn vật đều mê đắm trước dung nhan quá đỗi hoàn hảo của nàng. Sao cơ? Vua Cinaras của đảo Cyprus tự tiện khoe khoang vợ ông ta xinh đẹp nhất thế gian này, hơn cả nữ thần tình yêu và sắc đẹp là ta sao? Vâng, thưa nữ thần. Ông ta rêu rao với dân chúng rằng vợ mình còn đẹp gấp vạn lần thần tình yêu và sắc đẹp Aphrodite ạ. Ông ta chê bai sắc đẹp của người chẳng sánh được bằng một cái móng chân của vợ ông ấy. Hắn ta là ai mà dám khinh thường, mạo phạm thần linh? Ta sẽ lấy đi của hắn điều mà hắn yêu quý nhất trên đời để trừng trị hắn về tội ngông cuồng. Nào các vị, hãy cùng nâng ly chúc mừng sinh nhật con trai ta, Adonis, và chúc mừng hoàng hậu Mira xinh đẹp diễm lệ hơn cả nữ thần sắc đẹp của ta đã sinh được một chàng trai tuấn tú xuất sắc như vậy. Chúc mừng hoàng tử Adonis. Chúc mừng hoàng hậu. Hỡi vua Cinaras, kẻ ngu xuẩn nhất trên đời, hãy từ biệt con trai của mình và từ nay hãy sám hối về thái độ cuồng loạn, khinh thị thánh thần của mình đi. Trời ơi, hình như đó là nữ thần Aphrodite. Nữ thần Aphrodite xinh đẹp, xin người hãy khoan dung độ lượng, hướng cho kẻ phàm trần ngu ngốc này. Xin đừng làm tổn hại đến con trai của thần. Quá muộn rồi, Adonis. Cơn gió nào đưa nữ thần Aphrodite, người đẹp nhất đỉnh Olympus, đặt chân đến tận nơi âm phủ tối tăm này vậy? Còn chàng trai này phải chăng cũng là hoàng tử Adonis đẹp trai tuấn tú nhất vương quốc đảo Cyprus? Hỡi Persephone, nữ hoàng cai quản vùng đất địa ngục, ta muốn chàng trai này ở lại đây để hắn chứng kiến cảnh khổ sở và cực hình ở nơi này mà thấm thía lỗi lầm của cha hắn. Xin hãy giúp ta. Ôi Aphrodite, ta đã nghe hết về chuyện nàng xử lý sự ngông cuồng từ vua cha của Adonis, nhưng chàng ta nào có tội tình gì. Thôi được, hãy để chàng ở lại đây đi. Hãy để chàng Adonis, chàng đứng lên đi. Người đâu, hãy đưa chàng vào phòng và cho chàng đồ ăn, chắc chàng đói lắm rồi đó. Chàng ta không hổ danh là hoàng tử tuấn tú nhất vương quốc, sao đột nhiên ta bối rối thế này chứ? Lẽ nào ta đã phải lòng chàng rồi sao? Không được, ta phải đi đòi lại chàng. Ta phải giữ Adonis ở bên cạnh của ta. Hả? Aphrodite, sao bỗng dưng nữ thần thay đổi vậy? Adonis đã ở lại âm phủ rồi mà. Persephone, hãy trao trả Adonis lại cho ta. Ta mới là người lấy chàng khỏi tay vua Cinaras. Ta chỉ tạm gửi chỗ người mà thôi. Adonis đã được giao cho ta, nghĩa là thành người của ta. Bấy lâu nay đều có lệ, bất kỳ một ai ăn đồ ăn thức uống của âm phủ, tức là đã thành người của âm phủ. Nữ thần không có quyền hạn gì nữa hết. Persephone, ngươi thật quá đáng, không đòi cò với ngươi nữa. Ta sẽ nhờ tới sự phân xử của thần Zeus. Các người lại cãi nhau vì một chàng trai sao? Ta biết phân xử thế nào đây? Thưa thần Zeus vĩ đại, hẳn người cũng đã biết chuyện vua Cinaras có thái độ khinh thị thần linh thế nào. Chính thần đã trừng phạt hắn bằng cách lấy đi Adonis. Adonis là của thần, không hề liên quan gì đến Persephone, nhưng nàng ta lại ngang nhiên giành lấy. Bẩm thần Zeus, chính nữ thần Aphrodite đã trao Adonis cho thần, muốn để lại cho Adonis sống tại vương quốc âm phủ của thần. Và thần cũng đã vui vẻ chấp nhận giúp cho nàng ta, nhưng nàng ta lại đột ngột thay đổi ý định và muốn giành lại Adonis. Đau đầu quá, đúng là phụ nữ. Thôi được rồi, ta phân xử thế này. Mùa xuân và mùa hạ, Adonis sẽ ở cùng Aphrodite. Mùa thu và mùa đông, chàng ta sẽ về với Persephone. Các người hãy nhớ lấy dao kèo này mà tự cư xử với nhau đi. Ta phải giữ cho Adonis thật chặt. Biết đâu Persephone nham hiểm sẽ cướp mất chàng khỏi tay ta. Ta sẽ không cho cô ta đạt được điều đó. Vậy là từ hôm đó, Adonis chuyển đến cung điện của Aphrodite trước, vì trời cũng đã bắt đầu lập xuân. Nàng yêu chàng say đắm đến độ quên cả đường về cung điện trên đỉnh Olympus, lúc nào cũng muốn quấn quýt bên chàng, nơm nớp lo sợ, tưởng tượng những điều rủi ro sẽ đến với chàng và Persephone sẽ đến cướp chàng đi. Adonis, cẩn thận, hàng bên đó có rắn độc.
Nàng làm con nai giật mình chạy đi mất rồi đó. Sao ngày nào nàng cũng theo dõi ta vậy? Ta chỉ lo cho sự an toàn của chàng thôi mà. Aphrodite, hôm nay ta muốn sang cánh rừng xa hơn để đi săn thú. Nghe nói hoa bên đó rất đẹp, ta có thể qua bên đó hái tặng nàng. Không được, Adonis, chàng sẽ không được qua đó mà không có ta. Bên đó là đất lạ, biết đâu có thú dữ rình rập. Ta sẽ đi theo như mọi lần để bảo vệ cho chàng. Ta đâu phải đứa trẻ con nữa đâu. Lúc nào nàng cũng kè kè bên ta, không rời như vậy. Ta cảm thấy không thoải mái lắm. Vả lại, nàng là nữ thần sắc đẹp và tình yêu, đâu có hứng thú gì với săn bắn đâu chứ. Vậy là chàng không muốn ta đi cùng đúng không? Chàng cảm thấy mất tự do đúng không? Hay không đâu, ý ta đâu phải như vậy. Nàng đi cùng ta rất yên tâm, chỉ sợ đôi chân mong manh của nàng không chịu được gai rừng mà thôi. Adonis, chàng đừng đi xa quá nhé. Nhớ đừng săn những con thú dữ, chúng sẽ tấn công chàng đấy. Ta biết phải làm gì mà, nàng đừng có lo. Nhìn xem, mùa thu đến rồi kìa, lá vàng đã rơi rồi. Mùa thu đến rồi sao? Đã hết mùa hạ rồi sao? Vậy là ta phải trao Adonis lại cho Persephone. Không, ta không muốn. Rõ ràng Adonis là của ta, chàng không thể đến sống cùng người đàn bà dưới địa ngục ấy được. Aphrodite, ngày nữ thần trả Adonis về với ta đã quá hạn 20 ngày rồi. Nàng hãy mang Adonis tới đây đi. Ta không muốn trả. Nàng dám làm trái lời của thần Zeus hay sao? Tại sao ta phải giao người mà ta yêu cho một người phụ nữ khác chứ? Được, Aphrodite, nữ thần sắc đẹp và tình yêu dám vứt bỏ hết danh dự để lật đổ giao kèo đã được thần Zeus chứng giám. Nếu đã vậy, thì đừng trách ta vô tình. Adonis, hôm nay ta có chút việc riêng trên núi Olympus, không thể đi theo chàng được như mọi lần. Ta rất lo. Nàng đừng lo, ta đã đi săn nhiều rồi, cũng có kinh nghiệm rồi mà. Nhớ lời ta nhé, Adonis. Chàng chỉ được săn những con thú hiền lành nhỏ bé, đừng săn thú dữ, kẻo hậu họa khôn lường. Ta sẽ cử đàn chó săn đi theo giúp đỡ cho chàng. Chưa bao giờ ta được săn một con mồi béo bở dũng mãnh như vậy cả. Adonis, ta sợ gì mà không thử cơ chứ? Hóa ra là dễ dàng như vậy. Aphrodite đã lo lắng thái quá rồi. Ta sắp hạ gục một con mồi dữ tợn đây. Adonis, chàng ở đâu? Adonis, hãy trả lời ta đi. Nàng trèo đèo lội suối, len qua rừng thiên nước độc với những đám gai sắc nhọn. Máu từ chân nàng rơi xuống những bụi hoa trắng tinh khôi, khiến cánh của chúng rướm đỏ. Cuối cùng, nàng cũng tìm thấy xác Adonis nằm giữa những bụi hoa ấy. Adonis, chàng tỉnh lại đi. Hãy mở mắt ra nhìn ta đi, Adonis. Quá muộn rồi, Aphrodite. Persephone, lòng dạ ngươi thật độc ác. Tại sao ngươi nỡ lấy mạng chàng như vậy? Ngươi muốn chàng mãi mãi sống như vương quốc âm phủ với ngươi phải không? Ta lấy mạng Adonis sao? Không đâu, chính là ngươi đấy. Chính sự ích kỷ của ngươi, sự bất tín của ngươi đã giết chết chàng. Đó là cái giá phải trả cho thứ tình yêu chiếm hữu, cưỡng đoạt của ngươi đấy. Ngươi nghĩ thử xem, chàng có thật sự hạnh phúc khi ở bên ngươi không? Ngươi đã lật lọng giao kèo, không giữ lời hứa đến hẹn trao trả chàng cho ta. Không, không, không phải ta. Ta không có giết chàng, ta không giết Adonis. Giờ thì Adonis mãi mãi sống cùng ta với vương quốc âm phủ. Adonis, ta xin lỗi, ta có lỗi với chàng. Máu của nàng Aphrodite khổ sở nhỏ xuống những bụi hồng trắng đã nhuộm đỏ khắp những cánh hoa. Trái tim nàng bị giằn xé, giằn vặt khôn nguôi như vỡ thành từng mảnh. Nàng yêu Adonis, nhưng chính tình yêu ấy cũng khiến nàng phải chịu đau đớn, hối hận. Và từ đó, loài hoa hồng đỏ ra đời, tượng trưng cho ngọn lửa tình yêu lãng mạn, mãnh liệt, nồng nhiệt và chân thành. Hoa mộc lan. Xưa kia, đã lâu lắm rồi, ở Trung Nguyên xa xôi, có một cô gái tên là Mộc Lan. Nàng là con của một chiến binh, bản tính rất thông minh, lanh lợi. Từ nhỏ, nàng đã thích tìm hiểu về binh pháp, theo cha trong những buổi luyện rèn võ nghệ. Thế rồi, chiến tranh bỗng chốc xảy ra.
triều đình ra chiếu chỉ, tất cả nam nhi dưới 60 đều phải đi lính. Hoa Hồ, cha của Mộc Lan, cũng nằm trong danh sách phải tức tốc lên đường nhập ngũ. Cha, cha sắp phải đi lính à? Cha, con không muốn cha đi đâu. Con trai à, tổ tiên chúng ta bao đời anh hùng nghĩa liệt, trung thần cứu quốc. Cha đi, dù có không khỏe cha cũng phải đi, đất nước này cần cha. Cha ơi, cha thì đang bệnh, em con lại nhỏ, hay là cha để con lên đường tòng quân thay cho cha nhé. Dù con có biết về binh pháp và võ nghệ, nhưng chốn xa trường xưa nay nguy hiểm lắm, không phải là chỗ cho nữ nhi. Gươm giáo xưa nay vô tình con ạ. Cha ơi, nhưng mà sức khỏe của cha. Còn chớ lo lắng, ta gắng được. Khi ấy, trong lòng Mộc Lan dâng lên một nỗi thương cha già khôn tả. Nàng đã hạ quyết tâm sẽ lên đường tòng quân thay cha. Vậy là trong đêm tối, Mộc Lan đã từ giã quê hương, gia đình lên đường xung trận. Cũng từ đó, nàng lấy tên của cha là Hoa Hồ. Thế này mà cũng đòi ra sa trường giết giặc à? Chủ tướng. Nam nhi trượng phu, sao mà yếu đuối thế kia? Người như thế này, ra sa trường thì làm sao mà sống sót được trước sự tấn công của kẻ thù cơ chứ? Thưa chủ tướng, xin chủ tướng yên tâm, nhất định tôi sẽ cố gắng luyện tập để theo kịp những binh lính khác. Ta thì có thể cho ngươi cơ hội, nhưng kẻ thù chắc chắn không đâu. Dạ thưa tướng quân, nhất định là Hoa Hồ sẽ cố gắng hết sức ạ. Thế là từ hôm đó, Mộc Lan chăm chỉ luyện tập ở bất cứ đâu, ngày quên ăn, đêm quên ngủ, để có thể theo kịp những chiến binh khác. Rồi một hôm, trong khi đang tập luyện ở góc rừng, nàng nghe thấy những tiếng động lạ. Thôi chết, quân địch bí mật đến úp sao? Nhất định mình phải nhanh chóng về bẩm báo với tướng quân ngay mới được. Bọn chúng thật là manh động. Dạ thưa tướng quân, tại sao chúng ta không nhân cơ hội này mà tương kế tụ kế, giáng cho bọn chúng một đòn chí mạng? Để một ít quân lính ở lại khiêu chiến, còn lại dồn toàn lực dẫn đầu quân ra sau, đánh úp một thể. Quân địch từ chỗ chủ động sẽ lập tức thành bị động thưa tướng quân. Được lắm, xem ra ngươi cũng nắm rất rõ về binh pháp. Vậy ngươi hãy dẫn một toán lính ở lại để khiêu binh, còn ta sẽ dẫn một đội quân tinh nhuệ băng qua sông ra phía sau để tập kích bọn chúng. Dạ. Sông lên. Hoa Hồ, anh có sao không? Mau dậy đi, bọn giặc thua chạy rồi. Ngươi hả? Gì thế này? Hoa Hồ là nữ sao? Dạ thưa tướng quân, tôi thật ra là con gái của Hoa Hồ. Cha dân nữ bệnh nặng, em thì còn quá nhỏ, vì vậy cho nên dân nữ đi tòng quân thay cha. Dù là phận nữ, nhưng vẫn luôn ao ước được đem tài hẹn sức mọn của mình ra giúp nước đánh đuổi quân thù thưa tướng quân. Vì chiến công người mới lập được, lại thêm giàu lòng yêu nước, nên ta sẽ xá tội cho. Nhưng người hãy mau mau cởi bỏ quân giáp và trở về quê nhà đi, không bao giờ được quay trở lại quân ngũ nữa. Xin tướng quân mà, giặc dữ vẫn còn hoành hành, nhất định dân... Địch không phải đã dồn tổng lực đánh quân ta ở xa trường, sao lại còn cử lính đi đưa tin về hướng kinh thành làm gì? Hỏa tốc dồn tổng lực tấn công kinh thành. Bọn chúng liên tục khiêu khích bên ngoài, nhưng lại âm mưu dồn tổng lực vào kinh thành.
Thôi chết, nhà vua đang gặp nguy hiểm rồi. Mình phải bắn tin về cho tướng quân và mau chóng lên đường tới kinh thành thôi. Ngay sau khi nhận được thư, Mộc Lan nhờ người chuyển đến. Tướng quân tức tốc dẫn đại binh ngày đêm lên đường cứu giá. Còn Mộc Lan, với trí thông minh của mình, nàng đã dùng mưu cải trang thành quân địch để trà trộn vào trong kinh thành. Tiến sâu vào nội cung, bắt sống nhà vua cho ta. Dạ, sông lên, sông lên. Thôi chết, chúng ta bị đánh úp rồi. Chúng ta rơi vào mai phục của triều đình rồi. Trời ơi, chẳng lẽ chúng đã biết trước được mưu kế của chúng ta? Rút mau. Mộc Lan, mặc dù là bậc nữ nhi, nhưng nhà ngươi anh hùng tiết liệt, có hiếu với cha mẹ, một lòng vì giang sơn. Trẫm hôm nay còn đứng được ở đây cũng là may mắn được nhà ngươi nhanh trí bảo vệ. Này, trẫm phong Mộc Lan chức đại đô đốc, ban cho vàng lụa ngựa quý. Ân tình của hoàng thượng thần xin ghi nhận, nhưng mà dân nữ vốn là nữ nhi, không thích quan trường, chỉ mong một cuộc sống bình yên nơi quê nhà. Này chiến tranh đã kết thúc, dân nữ chỉ có duy nhất một thỉnh cầu là xin hoàng thượng ban cho một con ngựa để nhanh chóng quay trở về quê hương thăm gia đình. Mộc Lan đã chứng minh cho chúng ta thấy rằng nữ nhi cũng có thể làm được nhiều điều phi thường bằng tình yêu thuần khiết của mình với phụ thân và đất nước. Người đâu, hãy truyền chiếu chỉ khen ngợi của ta về quê nhà của Mộc Lan để muôn đời sau mọi người biết đến mà học tập. Tuân lệnh bệ hạ. Và thế là Mộc Lan đã trở về nhà trong vòng tay yêu thương của gia đình và bà con quê hương. Từ đó nàng sống cuộc sống bình dị giống như bao thôn nữ khác. Và truyền thuyết về nàng Mộc Lan thay cha tòng quân cũng cứ thế lưu truyền cho đến mãi về sau này. Tấm lòng cao cả. Tình hình bệnh của con trai cô khá nghiêm trọng, cậu bé cần phải mổ sớm. Tuy nhiên, có gì bác sĩ cứ nói ạ. Chi phí ca mổ sẽ nhiều đó. Dù thế nào tôi cũng sẽ cố gắng lo liệu ạ. Miễn sao cháu được khỏi bệnh. Em chỉ có chừng này, chị cứ cầm lấy để lo cho cháu. Cảm ơn em đã cho chị vay tiền. Chị sẽ cố gắng thu xếp trả cho em sớm nhé. Chị đừng có ngại, khi nào có thì trả cho em cũng được. Vậy chị đã đủ tiền đóng viện phí cho cháu chưa? Chị gom toàn bộ tiền tích cóp với xin tạm ứng lương, vay mượn mỗi người một chút. Thế là đủ rồi em à. Thôi chị vào viện đã nhé. Khổ thân mẹ con chị ấy. Cho chị đóng tiền viện phí. Trời ơi, chiếc ví của tôi đâu rồi? Rõ ràng lúc đi đã bỏ ví vào đây rồi mà. Chị có dừng xe mua gì không hả? Không, chỉ có đi từ văn phòng về đây, đến cổng bệnh viện thì gửi xe rồi vào đây thôi. Cô ơi, cô tìm gì thế? Dạ, cháu tìm chiếc ví. Không biết cháu có làm rơi ở cổng hay không ạ? À, tôi thấy có người nhặt được chiếc ví của cô đấy. Có phải chiếc ví màu xanh không bác? Đúng rồi. Cảm ơn bác. Cô kiểm tra lại ví xem. Chết rồi, không còn đồng nào cả bác ơi. Thế sao? Từ lúc cầm chiếc ví, tôi chưa hề mở ra đâu. Đó là toàn bộ tiền chữa bệnh của con trai cháu. Thế là đã bay hết rồi. Bác ơi, bác có biết ai đã nhặt được ví của cháu không ạ? Ừ, có. Đó là một ông già lang thang. Mà để tôi nhớ lại xem nào. Này, ông làm gì ở đây thế? Có phải ông vừa lấy trộm ví của ai không? Ờ, không, không. Tôi đâu có lấy trộm. Tôi vừa nhặt được nó ở đây. Vậy thì đưa tôi giữ. Người bị mất sẽ quay lại khu vực này tìm. Không biết có phải... Chắc là đúng ông ta lấy rồi. Tôi cũng không biết nữa. Ông già đấy hay lang thang ở khu vực này. Vậy lúc nào thấy ông ta, bác báo cho cháu biết với nhé. Ừ, cũng được. Thật à? Cháu sẽ đến ngay ạ. Có đúng là ông đã lấy tiền trong ví của tôi không? Ờ, không, không. Tôi chỉ nhặt được chiếc ví thôi. Tôi không biết gì về số tiền trong ví cả. Nếu ông lấy thì cứ nhận. Chúng tôi sẽ không báo công an đâu.
Rõ ràng tôi đã nhìn thấy ông mở chiếc ví ra mà. Vâng, tôi có mở ví ra thật. Nhưng tôi định tìm xem có địa chỉ của người rơi không để trả. Chứ tôi không hề thấy tiền trong đó. Trời ơi, đó là toàn bộ số tiền chữa bệnh của thằng bé. Tôi phải vay mượn mãi mới đủ. Giờ phải làm sao bây giờ? Ông có lương tâm thì trả cho cô ấy đi. Mẹ con cô ấy đã quá khổ rồi. Tôi xin ông đấy, nếu ông có lỡ lấy thì làm ơn hãy trả cho tôi. Số tiền đó là cả sinh mạng của con tôi. Tôi phải làm gì bây giờ? Vâng, xin lỗi cô, đúng là tôi đã lấy. Vậy thì số tiền đó đâu? Ông mau trả cho cô ấy đi. Tôi đã đưa về cất ở nhà rồi. Để tôi đi lấy tiền trả cho cô. Cô đợi ở đây. Tiền của cô đây. Cảm ơn ông đã trả lại cho tôi. Tại sao lại nhiều hơn số mình mất nhỉ? Mà tiền của mình đâu có lẻ thế này đâu. Có lẽ ông ta đã tiêu số tiền lấy trộm của mình, cho nên trả lại số tiền này. Mà thôi, cứ biết lấy lại được tiền đã mất là may rồi. Sao cơ ạ? Đồn công an ạ? Vâng, tôi tới ngay. Cô viết vào phiên bản này, nói rõ số tiền đã mất, nơi mất, ký vào rồi nhận lại tiền. Đúng là tôi mất tiền thật, nhưng... Chúng tôi đã bắt được tên trộm. Hắn khai là đã móc trộm ví của cô trước cổng bệnh viện Đức Tâm. Chúng tôi đã thu hồi được toàn bộ số tiền. Nhưng... Chúng tôi đã liên hệ với bệnh viện và được bảo vệ cho biết số tiền đó chắc chắn là tiền của cô. Họ cũng cung cấp cho chúng tôi số điện thoại của cô. Cô đã đến đồn công an nhận lại tiền chưa? Cháu vừa ra đấy nhận lại tiền rồi bác ạ. Thật ngại quá. Hóa ra số tiền đó không phải do ông già lang thang đã lấy. Vậy mà... Chúng ta đã nhìn sai người rồi. Ông ấy vì thương hoàn cảnh của cô mà nhận mình lấy số tiền. Nhưng không ngờ ông ấy lại cao thượng đến thế. Vâng, cháu nhất định phải gặp lại ông ấy để tạ lỗi với ông ấy và gửi lại số tiền. Cháu nhờ bác một việc. Nếu bác gặp ông lão ấy thì hãy giữ ông ấy lại và gọi cháu với. Ồ, vâng ạ. Cháu biết rồi ạ. Cháu đến ngay đây. Dạ, cháu xin lỗi đã tưởng lầm ông. Không có sao đâu cô. Thế con trai cô thế nào rồi? Dạ, thằng bé đã mổ xong và giờ sắp được ra viện rồi ạ. Ừ, thế là tốt rồi. Tại sao ông lại nhận là đã lấy tiền của cháu trong khi ông không lấy ạ? Tôi thấy số tiền cô bị mất là toàn bộ tiền cô có thể chữa bệnh cho con trai. Nếu không có số tiền đó thì thằng bé nguy mất. Nên tôi nghĩ cần phải giúp đỡ mẹ con cô. Nhưng ông cũng khó khăn mà. Đó là số tiền tôi tích cóp để cuối đời đau yếu còn dùng đến. Nhưng tôi già cả rồi, cũng chả sống được bao lâu nữa. Không có số tiền đó cũng chả quan trọng. Còn con trai của cô, thằng bé xứng đáng được trải nghiệm cuộc đời như bao người khác. Cháu cảm ơn ông nhiều lắm. Ông là ân nhân của mẹ con cháu. Hơn nữa còn giúp cháu nhận ra một bài học về tình người thật sâu sắc. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!